giải oan cho Phạm Hương, nhưng Hương Giang âm thầm làm hành động không ngờ tới, chắc ai đó sẽ nhột. Phạm Hương làm mất điểm thì Hương Giang lại ghi điểm nhờ cách hành xử văn minh. Nhiều khán giả cảm thấy đôi chút băn khoăn khi những hình ảnh clip cho thấy Phạm Hương cố tình chắn ngang Hương Giang là rõ rành rành. Nhưng Hoa hậu Chuyển giới vẫn bênh vực, cảm thông với đàn chị. Hương Giang giải thích, lúc đấy em với Hương cùng đi lên, nhưng em đi sau lưng Hương nên Hương nghĩ là em đứng sang bên phải anh rồi nên không để ý em đứng sau. Lúc sau khi Chi bu lên thì Hương đã thấy và tách ra để em và Chi đứng nên mới có bức ảnh này. Sân khấu rất đông và hỗn loạn, máy ảnh thì rất nhiều và chụp liên tiếp nên không tránh khỏi những tình huống không đáng có hiện lên trong một vài khoảnh khắc. Còn thực sự thì tất cả những người trong cuộc không có vấn đề gì hết. Em và Hương đã nhắn tin cho nhau và vui vẻ bình thường. Hy vọng mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng hơn trong chuyện này nhé. Sau ồn ào này, Hương Giang còn bị bắt gặp có động thái bất ngờ lên Instagram, ấn nút theo dõi Phạm Hương. Như vậy, những ai là fan của cả hai hoa hậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì dường như nội bộ không lục đục như những gì dân mạng suy diễn. Một số hình ảnh cho thấy vẻ mặt không thoải mái của Hương Giang khi bị Phạm Hương lấn át.